Sử dụng cái bộ hành đầy đủ hết luôn này. Thì con này là toàn thân lên cái mạ màu vàng, bên trong có ba cặp để đang khiêu vũ nha, con quay đó đó, nhìn thấy không? Thì đây là cái mặt đồng hồ nữa ha, chỉ số là mã có những cái đường hoa văn màu viền viền chấm bi vàng vàng rất là sang nha. Đó, thì em xin quay bình thông cho anh em xem, nhìn rất là đẹp. Trong những cái mẫu đi là con nào con nấy nhìn cũng rất là sang và đẹp, có giá trị làm sao nữa nha. Đây. À, xin nhắc lại cái trước là ngang 17, cao là 30 nha anh em. À. Thì hình thức con này là hàng mới chưa dùng, sử dụng là hai pin tiểu, một pin cho đồng hồ và một pin cho con quay. À. Con này lúc trước cũng về cũng 5-6 con gì cũng bán, cũng con này nói chung là hộp đi là cũng hút hàng nha, vì nó sang đẹp, nhìn nó rất là giá trị nha. Đó. À, gì thấy không? Đó. Đây là cái mặt đồng hồ, nó có những cái đường hoa văn viền viền rất là đẹp nè. Đó. Thì em xin giới thiệu đến anh chị em là một cái con đồng hồ Uply của Citizen để anh chị em tham khảo, hàng mới chưa dùng còn nguyên thùng luôn ha, sách hướng dẫn sử dụng khi bảo hành luôn. Đó, thì xin rất giới thiệu anh chị em tham khảo, xin cảm ơn, xin chào anh chị em.